Bão Minton tiến gần đất liền, dự báo sức tàn phá khốc liệt. Bão Minton đang tiến gần đất liền, dự báo phát triển thành cuồng phong chính trong 24 giờ tới. Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NHC, cơn bão Minton hiện đang hoạt động mạnh trong vùng vịnh Mexico phía Nam, đang di chuyển về phía Đông và dự kiến sẽ trở thành một cơn bão cuồng phong lớn trong ngày 7 tháng 10. Các chuyên gia khí tượng của NHC cảnh báo rằng cơn bão có thể gây ra những tác động đáng kể cho bán đảo Yucatan của Mexico và sau đó là bờ biển phía tây Florida của Mỹ. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC, vào lúc 1 giờ sáng ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, bão ở vị trí khoảng 22,2 độ vị Bắc, 93 độ Kinh Tây, cách Progreso, Mexico, khoảng 355 km về phía Tây Bắc. Sức gió hiện tại duy trì ở mức tối đa có thể đạt tới 150 km trên giờ hiện bão đang di chuyển về phía đông với tốc độ 10 km h áp suất trung tâm ghi nhận ở mức 975 mm. NHC dự đoán Minton sẽ tiếp tục di chuyển về phía đông Đông Bắc trong đêm nay, sau đó chuyển hướng nhanh hơn về phía Đông Bắc vào thứ Ba và thứ Tư. Dự kiến cơn bão sẽ đi qua phía bắc bán đảo Yucatan và vùng Nam Vịnh Mexico trong hôm nay và ngày mai, trước khi đổ bộ vào bờ biển phía Tây của bán đảo Florida vào thứ Tư. Hiện NHC đã ban hành cảnh báo bão cho khu vực từ Selection đến Cabo Catoche của Mexico. Cảnh báo bão nhiệt đới được ban hành từ Selection đến Cancun của Mexico. Ngoài ra, cảnh báo bão và bão nhiệt đới có thể sẽ được ban hành cho một số khu vực của Florida, Mỹ vào cuối ngày hôm nay. Về những mối nguy hiểm của bão Minton có thể đem tới, NHC cảnh báo rằng gió bão mạnh có thể lan rộng tới 35 km từ tâm bão, với gió bão nhiệt đới mở rộng tới 130 km tình trạng mưa lớn cũng sẽ xảy ra ở Florida và bán đảo Yucatan, Mexico. Ngoài ra, NHC cảnh báo một số địa phương có thể bị ảnh hưởng bởi nước dâng do bão. Dự kiến, nước biển dâng cao khoảng 0,6 đến 1,2 mét dọc bờ biển phía bắc của bán đảo Yucatan. Sóng do bão tạo ra cũng đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến bờ biển phía tây nam vịnh Mexico và dự kiến sẽ lan rộng về phía bắc và phía đông trong một hoặc hai ngày tới trước tình hình thời tiết phức tạp du khách đang có kế hoạch du lịch tại những địa phương trên và các khu vực lân cận cần tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão từ các nguồn chính thống và các cơ quan khí tượng địa phương nếu du khách có kế hoạch du lịch đến các khu vực bị ảnh hưởng cần cân nhắc thay đổi lịch trình hoặc là hoãn chuyến đi để đảm bảo có trải nghiệm du lịch tốt nhất nếu đang ở trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng cần chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp bao gồm thực phẩm nước uống thuốc men và các vật dụng cần thiết khác tuân thủ các hướng dẫn và lệnh sơ tán từ chính quyền địa phương, hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là các hoạt động dưới nước khi có cảnh báo về thời tiết xấu. Cục Quản lý Thiên văn, địa vật lý và Khí quyển Philippines gọi tắt là Pagasa cho biết, vào hồi 14 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm áp thấp 10A gần Biển Đông nằm ở 12,2 độ vị Bắc, 119,3 độ Kinh Đông, cách Cô Đông, Paraguay, khoảng 100 km về phía Tây Bắc áp thấp nằm dọc theo dài hội tụ nhiệt đới ITCZ ảnh hưởng đến Nam Luzon, Visayas và Mindanao. Theo dự báo bão của Pagasa, áp thấp 10 A bên trong khu vực dự báo của Philippines, PAR không có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới, tính từ 14 giờ ngày 6 tháng 10. Trong khi đó, một vùng áp thấp khác 10B bên ngoài PAR có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới, vào hồi 14 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 17,8 độ vị Bắc, 145,6 độ Kinh Đông, cách Bắc Lưu Dông, 2.525 km về phía Đông. Trước đó, Pakistan dự báo có từ 4 đến 7 cơn bão hình thành bên trong hoặc là đi vào PAR trong quý 4 năm 2024. Hai hoặc ba cơn bão được dự báo sẽ xảy ra trong tháng 10 và một hoặc hai cơn bão vào tháng 11 và tháng 12. Hầu hết các cơn bão trong tháng 10 đều đổ bộ vào lưu dòng, trong khi các cơn bão vào tháng 11 và tháng 12 chủ yếu tấn công Bicol, Đông Visayas và Đông Mindanao. Cơn bão mới nhất bão Julian, tên quốc tế là bão số 5 Krathong, là cơn bão nhiệt đới thứ 10 của Philippines trong mùa bão 2024 và là cơn bão nhiệt đới thứ 6 trong tháng 9. Ngày 4 tháng 10, bão Julian đã suy yếu thành áp thấp và nằm ngoài PAR Tổng cộng có gần 92.000 hộ gia đình với hơn 317.000 người ở 950 ngôi làng ở Philippines bị ảnh hưởng bởi bão Julian. Trong khi đó, theo dự báo bão tháng 10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Theo số liệu trung bình nhiều năm, trong tháng 10, trên Biển Đông có hai cơn bão đổ bộ vào Việt Nam, 0,8 cơn. Mùa bão Đại Tây Dương 2024 giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc mà không phải ai cũng muốn tham gia. Nhà nghiên cứu về bão Finkelbach của Đại học bang Colorado cho biết, về cơ bản mùa bão 2024 đã phá vỡ mọi quy tắc và sẽ còn nhiều cơn bão lớn trong tháng 10, cũng như đến cuối mùa bão. Tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NHC, vào ngày 5 tháng 10 cho biết bão nhiệt đới Minton đã hình thành ở vịnh Mexico và dự báo sẽ mạnh lên thành bão lớn hướng về phía Florida của Mỹ với khả năng ảnh hưởng đến bờ biển phía Tây. Minton được dự báo sẽ trải qua giai đoạn tăng cấp nhanh chóng và có nguy cơ đe dọa tính mạng ở một số khu vực bờ biển phía Tây Florida vào tuần tới, NHC cho hay. Dự báo Menton sẽ trở thành cơn bão lớn trên vịnh Mexico ở miền Trung và miền Đông. Bão lớn được định nghĩa là bão cấp 3 hoặc lớn hơn với sức gió từ 178 km/h trở lên. Mùa bão Đại Tây Dương năm nay đã có một hành trình không thể tin được trong vài tháng qua, mặc dù đã qua đỉnh điểm của mùa bão, nhưng tháng 10 vẫn có thể mang đến những cơn bão lớn. Ngay từ đầu năm, mùa bão 2024 đã được nhiều tổ chức như từ Cục Quản lý Khí tượng và Đại dương Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NOAA, Đại học bang Colorado cùng nhiều cơ quan khác dự báo là một mùa bão hoạt động dữ dội trên mức trung bình. Và cũng như dự đoán, mùa bão bắt đầu bận rộn với siêu bão Berin, cơn bão đã tàn phá một số khu vực của Texas với lũ lụt, mất điện và một số trường hợp tử vong. Vào đầu tháng 8, bão Derby không chỉ ảnh hưởng đến tiểu bang Florida khi đổ bộ vào đất liền, mà còn đổ bộ lần thứ hai vào Nam Carolina vài ngày sau đó. Bão Derby gây mưa lớn và thiệt hại nặng. Bão Ernesto là một cơn bão đáng chú ý khác, nhưng sau Ernesto, mùa bão trở nên yên tĩnh trong vài tuần, khiến một số người tự hỏi liệu dự đoán trên mức trung bình của năm nay có đúng hay không. Tất cả những điều đó đã kết thúc khi bão Francine hình thành và đổ bộ vào Louisiana vào ngày 11 tháng 9 sau đó đều không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Siêu bão Helen phát triển và có thể sẽ đi vào lịch sử như một trong những cơn bão tàn khốc nhất từng tấn công nước Mỹ. Tác động của siêu bão Helen là thảm khốc khiến ít nhất 227 người thiệt mạng. Music ở Bắc Carolina đã hứng chịu lượng mưa hơn 760mm từ Helen. Lũ lụt và lở đất đã nhấn chìm các cộng đồng, Đỉnh điểm của mùa bão Đại Tây Dương thường xảy ra hàng năm vào khoảng ngày 10 tháng 9, nhưng như lịch sử đã chỉ ra, tháng 10 có thể chứng kiến rất nhiều bão lớn. Trên thực tế, xét về mặt khí hậu, có một đỉnh thứ cấp vào giữa tháng 10, đỉnh đó chủ yếu ở biển Caribe và khu vực Vịnh Mexico. Một trong những lý do lớn nhất là nhiệt độ nước vẫn rất ấm trong tháng 10 ở khu vực này giúp thúc đẩy các cơn bão. Điều đó cũng có nghĩa là bão có thể hình thành gần Mỹ vào thời điểm này trong năm. Mùa bão đại Tây Dương chính thức kết thúc vào ngày 30 tháng 11. Bão thông tiếp tục mang mưa lớn đến miền Bắc Đài Loan Trung Quốc, khiến một cặp vợ chồng bị nước cuốn trôi và thiệt mạng ở thành phố Tân Bắc. Tính đến hôm 5 tháng 10, cơn bão này đã cướp đi sinh mạng của 4 người và làm hơn 700 người bị thương tại hòn đảo này. Theo truyền thông địa phương, do ảnh hưởng của bão Kra Thông, mưa lớn đã hoành hành ở bờ biển phía bắc của thành phố Tân Bắc vào ngày 4 tháng 10 và gây ra lũ lụt ở nhiều nơi, khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhà do lũ lên quá nhanh. Nhân viên cứu hỏa Tân Bắc đã được huy động để hỗ trợ di rời hàng trăm người bị mắc kẹt. Sáng ngày 5 tháng 10, Sở Cứu Hỏa Tân Bắc đã phát hiện một phụ nữ 51 tuổi và một người đàn ông 65 tuổi sau khi nhận được tin báo mất tích. Hai người được cho là một cặp vợ chồng sống ở gần đó, cả hai đều đã thiệt mạng. Theo thị trưởng thành phố Tân Bắc Khẩu Hữu Nghi, khu phố Cổ Kim Sơn ở thành phố này đã hứng chịu lượng mưa lên tới 527 mm chỉ trong vòng 12 giờ và 625 mm trong vòng 24 giờ. Đây là thảm họa nghiêm trọng nhất mà khu vực này phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua. Ngoài ra, mưa lớn còn gây ra lở đất ở nhiều khu vực tại Tân Bắc, gây ngập đường phố và khiến hàng chục học sinh mắc kẹt trong trường học. Tính đến nay, bão thông đã khiến 4 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương tại Đài Loan. Số người chết do cơn bão này gây ra ở Philippines cũng đã tăng lên là 5 người tính đến 8 giờ sáng ngày 4 tháng 10. Ngoài ra, còn có 8 người bị thương và 1 người mất tích.